Trận đấu được coi là chung kết đầu tiên của một giải đấu bóng đá 7 người quốc tế. Đội tuyển chọn Việt Nam đối đầu với Gosgate, một đại diện đến từ Thái Lan, hứa hẹn một cuộc tranh tài vô cùng kịch tính. Nên rất dễ hiểu khi sân bóng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Hoàng Mai chật kín cùng tiếng hò vang của người hâm mộ. Chỉ cần một kết quả hòa để lên ngôi vô địch, nhưng trước một đại diện mạnh đến từ Thái Lan, điều đó chắc chắn không có trong dự định của huấn luyện viên Phan Trần Tuấn Anh. Dẫn 1-0 ở hiệp 1 và tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0 ở hiệp 2 khi các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu sa sút về thể lực. Tưởng chừng đã có một chiến thắng cách biệt, nhưng chỉ trong 3 phút bù giờ, Gosgate đã có liên tiếp 2 bàn gỡ. Dù vậy, vẫn là chưa đủ. Đội tuyển chọn Việt Nam đã lên ngôi vô địch, trở thành tân vương trong giải đấu quốc tế lần đầu tiên này. Bây giờ cảm giác giờ rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là mọi người khán giả đến ủng hộ rất là đông, và không chỉ ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam mà ủng hộ cho cả các đội còn lại. Cầu thủ thi đấu trên sân cảm thấy rất là hào hứng. Xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức đã tạo ra sân chơi để mọi người được chơi, và xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ các bạn cầu thủ tuyển chọn Việt Nam năm nay. Không chỉ giành chiến thắng trên sân cỏ, giải đấu quốc tế bóng đá 7 người cũng đã để lại những ấn tượng tốt trong lòng các khán giả, cổ động viên và cả các đội bóng nước bạn tham gia giải đấu với sự chuyên nghiệp và chất lượng. Quả thực giải đấu của các bạn được tổ chức rất tốt và chuyên nghiệp. Ở Indo, chúng tôi cũng mong muốn có được những giải đấu như thế này. Còn về chất lượng cầu thủ, rõ ràng trong giải đấu này, Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn chúng tôi. Và bản thân tôi là thành viên của ban bóng đá phong trào của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng đã có những cái sự trao đổi sơ bộ đối với các liên đoàn bóng đá nước bạn có đại diện cử tham gia lần này. Thì chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm để có thể giúp các bạn có thể tổ chức những giải đấu tương tự, để dần dần chúng ta có thể gây dựng được cái phong trào bóng đá 7 người ở khu vực Đông Nam Á mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi làm những cái giải đấu thì luôn luôn thiết kế theo một cái chiến lược dài hạn, và chắc chắn giải bóng đá 7 người quốc tế sẽ được tổ chức thường niên, và chắc chắn là sẽ phải nhờ thêm cái sự ủng hộ của rất nhiều các fan hâm mộ cũng như là các đơn vị. Giải đấu quốc tế 2022 đã khép lại một năm đầy thành công với những dấu ấn ấn tượng của sân chơi bóng đá 7 người, hứa hẹn những màn tranh tài sôi động, hấp dẫn hơn nữa, những bữa tiệc bóng đá dành cho người hâm mộ trong những năm tới đây.